Giới thiệu với các bạn về cái máy 5875 của Fujifilm. Thì máy 5875 này là tốc độ 75 bản một phút. Máy ở đây không có công tắc bật nguồn, mà công tắc bật nguồn bằng nút phần mềm. Bấm vào đây chúng ta có thể là bật nguồn lên và tắt đi, chúng ta cũng bấm vào nút power này để tắt và bật. Bằng chọn vào đây là có thể là tắt được máy. Thứ hai là về tổng quan của máy. Máy này là tốc độ 75 bản một phút. Chức năng gồm có copy, scan, in, fax đầy đủ. Ở đây ta có bộ lọc bản gốc. Thì máy này quét một lần hai mặt. Bộ quét bản gốc mặt 2 nằm ở đây. Thời gian thì dàn quang làm rất kín, chính vì vậy mà gần như không bao giờ chúng ta cần phải vệ sinh ở trong dàn quang. Cấu tạo máy khá đơn giản. Tốc độ máy chạy ở tốc độ 75 bản một phút, cho nên là trống, dùng trống loại to. Tuổi thọ của trống 400.000 bản. Tuổi thọ cũng sấy cũng 400.000 bản. Ta có thể dễ dàng thay cụm trống bằng cách hạ thanh cơ bắp xuống dưới, đúng không? Mở cụm trống ra thì hộp từ sẽ lùi ra ngoài. Và ta có thể rút cụm trống này ra để thay thế. Thay thế sửa chữa cụm trống đây. Cụm sấy cũng vậy. Ta có thể tháo cụm sấy này ra để thay thế cụm sấy. Trong cụm sấy này có cả cuộn giấy lau ở phía trong. Thì ta, nếu mà chúng ta tiết kiệm, có thể là thay chip và thay cuộn giấy lau bằng cách tháo bốn con ốc này ra, thay cuộn giấy lau ở trong thôi là máy có thể tiếp tục chạy được. Khi thay thế vào, ấn chặt vào, hạ công tắc xuống. Cụm sấy, cụm trống có dây, ấn vào có thể là vào để khóa lại, cũng tự đẩy ra, hạ top trên lên. Chúng ta lưu ý dòng máy này thiết kế rất tối ưu, là toàn bộ tất cả những chỗ nào gỡ kẹt giấy đều có các cần gạt màu xanh để gỡ kẹt giấy, và có đèn sáng để chúng ta gỡ kẹt giấy cho một cách dễ dàng hơn. Ví dụ như ở đây là đắp lách thì có đèn sáng để soi từ kẹt giấy chúng ta gỡ ra. Ở đây cũng vậy, có đèn sáng, đèn phía sau sáng để gỡ tờ kẹt giấy, đèn sáng xoay gỡ tờ kẹt giấy đây ra rất dễ dàng. Cấu tạo máy đơn giản, hộp mực có thể chạy lên ống mực tiêu chuẩn, chạy được 54.000 bản chụp. Thay mực cũng rất dễ dàng bằng cách gạt và rút ống mực ra thôi. Khi thay ống mực mới, ta cần cắm vào, đặt ra khóa, chúng ta có thể sử dụng được ngay rồi.